Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại là Ngọc Trang trên đường, là hôm nay là mình có một cái chương trình mình đi biển mọi người ơi. À, hiện tại là mình đang đi vô đâu anh Vinh? Cầu Thuận Phước. Cầu Thuận Phước. Để vô Bãi Bục. Vô Bãi Bục với các bạn. Bãi Bục này thì lúc mà đây là lần đầu tiên mà Ngọc đi ra Đà Nẵng á. Lúc mà Ngọc còn ở Việt Nam là Ngọc đã ra đây một lần rồi. Nhưng mà lâu lắm rồi, lúc đó mấy chị Bê, chị Ly á. Chị lúc đó đám cưới chị Ly á. Mày với chị mới là chị Dung á, mấy Dung á. Ừ đúng rồi á. Chí. À, là còn chút xíu à. Mới có học lớp 8, lớp 9 gì à. Lâu lắm rồi, bây giờ đi ra lại để quay cho mọi người xem biển, Bãi Bục đồ này kia. Ha mọi người ha. Giờ là Bãi Bục này là nằm gần trong Sơn Trà phải không anh Vinh? Gần Sơn Trà. Thành Sơn Trà. Quận Sơn Trà. Xây nhà đẹp. Trong đây xây cây xanh đẹp nè. Mấy hàng cây xanh này đẹp mát mẻ nè. Bảo anh bữa giờ đi Đà Nẵng sao Bảo? Vui. Vui phải không? Rất là vui mọi người. Ngày mai hai anh em mình sẽ đi Huế ha. Huế. Là how do you like Da Nang so far? Oh, it's very beautiful. Yeah. No. No. It's hot everywhere. Cảng cá đó sáng nè. Là cảng cá nè mọi người nè. It's a fishing boat. Like every morning you come here, you're gonna have fresh fish. À, là sáng nào ra đây là cũng có cá tươi á. Còn lấy. Mấy người thương lái họ đứng đây họ ấy. À. Cá là đánh bắt xong là để đây bán luôn nè. Mấy cái thuyền này thường là đi ngắn ngày, đi hôm nay đi mới vô à. Bự bự mới đi lâu. Cảng cá đó mọi người, còn đây là cái chai rượu tối hôm qua uống còn dư. Chai rượu đây thì làm chị Thảo order để làm gọi là mixed drink á, cho chồng Ngọc á, để uống chung với lại những cái loại cocktail đồ này kia đó. Cocktail là cocktail. À, mà uống hồi cái thành uống thành cái shot vậy luôn các bạn. Hôm qua chơi vui lắm. Ồ cái này là núi gì anh? Núi Sơn Trà đó. Núi Sơn Trà luôn anh à. Đây tới biển nè mọi người ơi. Vậy tính ra từ khách sạn của anh Bi của mình đi ra đây gần mà. Sát bên từ khách sạn ở trên đường mấy cây 191 Đống Đa Đà Nẵng đi ra tới cái biển Sơn Trà này là mấy cây? 3 cây. 3 cây số rồi mọi người. Gần mà. Ủa nó nhiều bãi lắm chứ phải bãi này đâu. Trời có quá trời mấy cái thúng kìa. Nhìn mà thẳng ở trên kia cái bức tượng màu trắng, có bức tượng màu trắng đâu rồi ta? Mới thấy bức tượng của Phật Linh Ứng á, của chùa Linh Ứng không ta? Đúng rồi đó. Đâu rồi? Che rồi, bị ma cây che khuất mất tiêu rồi. Là chùa Linh Ứng anh hả? Đẹp ghê rồi. Bây giờ là cái đường mình đi lên đỉnh Sơn Trà. Sẽ quay cho mọi người coi xem cái cảnh nó đẹp. Bên là hay chứ, một bên này là núi, nhìn bên kia ha, nhìn bên kia là biển, đô thị. Biển nữa, sông nữa đó. Hay. Đó đúng rồi, tượng Phật kìa. Một thành phố mà vừa có sông mà vừa có biển đây. Đứng đây được không? Ừ. Đó, em thấy không? Ừ. Em thấy rồi. Sân rút cho em đi đó, chùa Linh Ứng đó mọi người. Anh thầy ấy có tâm nè, lấy ra cho Ngọc lên luôn. Tới rồi. Ủa mọi người ơi. Chị Thảo xong rồi. Ủa anh ăn chị Thảo chờ. Gần gần chị Thảo tới. Chờ từ nãy giờ. Hello anh ăn. Đây là nhà hàng Bảy Bang. Dạ. Trời ơi đem theo chai gì nữa vậy? Dữ à, rum nữa. Dạ. Ơi.
Mà tối hôm qua mấy chị em chơi quá vui luôn các bạn ơi. Bảy bang. Trời ơi mít nè. Mít nè. Ồ xuống cái này, xuống cái này là dốc nha. Ôi à. Đây là đi xuống biển nè. Tiếp tục đi xuống nữa thì mình mới gần biển nhất luôn nha mọi người nha. Mít nữa nè. Bé đã đi đằng trước đó, đó là hả mọi người biết ai không? Cháu ngoại của ông nội mình. Thì ông nội mình với ông nội Ngọc á là anh em ruột. Thì mẹ của bé Quỳnh Chiêu đó đó là với ba Ngọc là hai anh em họ rất là gần nhau luôn. Ở ngoài Đại Lộc á, Quảng Nam vô. Tại vì biết Ngọc với là anh Bảo với mọi người đồ ra đó nên là hả chạy vô chơi. Mới vô sáng nay. Là con họ Quỳnh luôn đó, Quỳnh Chiêu. Ui da, trời, xuống này cũng đuối nha mọi người nha. Xuống này cũng đuối. À, xuống đây là nghe mùi biển rồi nè. Xuống đây là muốn là tắm biển luôn á. Mèo kìa, ủa. Đây, đây. Wow, mắt mẹ đẹp không. Đây mọi người đó, mọi người ăn uống rồi này kia nhà sảy xuống đây tắm luôn nè, có những cái lều để mình ăn rất là mát mẻ. Bảy bang có dàn nhạc luôn hả? Quá dữ luôn. Anh Quốc là bây giờ thuê thêm một cây guitar nữa để đàn cho anh em hát rồi này kia. Đây. Rồi tối hôm qua đã một anh kia đàn guitar rồi, hôm nay là chú này đàn guitar chơi vậy vui á, quá đẹp. Hello anh Quốc. Hello em. Quá lý tưởng luôn anh Quốc ha, chỗ này đẹp á. Ăn vui không? Dạ. Khánh Điều ăn vui không? Dạ vui. Dạ. Đây là nhà hàng Bảy Bang đây cả nhà. Nhà hàng Bảy Bang ở Bãi Rạng, Sơn Trà, Đà Nẵng. Quá đẹp. Đây. Quá đẹp. Quá đẹp phải không? Bữa nay anh Quốc thuê thêm chú này chơi guitar cho mình nữa hả? Anh thuê đấy. Dạ vui với anh. Đánh đàn guitar. Có anh đi. Có ca sĩ nữa. Dạ. Đây tắm đây mọi người. Hồi đó là Ngọc có tắm đây một lần rồi đó. It's beautiful right? It's nice. Chào anh. Dạ. Bây giờ đi vô đây để vô cái hồ để coi hải sản có cái gì mọi người. Để mình kêu hải sản. Trong đây là có ghẹ nè, có cá nè, tôm hùm, với lại tôm tôm gì, tôm sú hả? Tôm biển hả? Tôm là tôm biển. Tôm biển có lý cái biển lụt nước dừa đây. Quá hấp rồi. Có ốc hương. Ủa mà sao mấy con ghẹ này nhỏ dữ Bảo? Đây nè. Ghẹ biển mà. À. Đây là biển. Ghẹ ăn có lý lâu không ghẹ. Ghẹ nấu ra muốn anh đâu. Có lý rồi bạn. Nấu nè, cái muối này làm lẩu có lý nè. À, cái gì nấu canh hành ớt. Không phải con đó. Thì đó nhưng mà cái này nấu cũng ngon lắm. Rồi bây giờ là bắt ghẹ ra nè mọi người nè. Ghẹ này ghẹ biển luôn anh ha. Ghẹ nhiêu ký chị? Dạ 500. 500 ngàn một ký ghẹ nha mọi người. Ghẹ biển. Tôm dạ. Tôm biển này hả? Tôm biển nha mọi người. Lúc mà đám cưới chị Ly ấy, là Ngọc ra đây là chưa có mấy cái này không ta? Không có nhưng mà còn... Tại vì nhớ ngồi đâu dưới kia kìa. Ở đó đó. À. Dạ. Chị Ngọc dùng bia này hay là những nước suối? Bia đi, bia cho vui đi. Dạ. Có gì nhà hàng khác dạ. Dạ. Đây, đây là món nghêu nắp hấp xả nè. Nhưng mà nó bự á. Nghêu bự, nghêu bự giống quán nghêu nhỏ. Hấp xả. Dạ anh tên rồi. Đúng rồi.
có rau răm đây nè, đó này có lý nè. Cái là cuối cùng không có chèo thúng. Không, đâu chèo thúng đâu, chèo thúng lâu quá. Chèo thúng là giờ này chưa về tới nhà nữa. Thiệt, lúc mà tụi em tới đó là cũng gần 2 giờ chiều rồi đó. Chèo tới giờ người ta nói đi ra tới đó 45 phút lận. Mình đang chèo 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 chèo. Ngon, ngon cực kỳ. Ăn thử gì con? Có, ăn thử. Thấy xí đó mà nó có gì no. Em ăn bánh mì phượng nè, em ăn cao lầu nè. Rồi em ăn không, em ăn bánh bột lọc. Hả? Chưa, em chưa ăn hết nút bánh tráng. Còn người hâm mộ không? Ủa? Chúc mừng hội ngộ hôm nay này tại nhà hàng 73 đi. Rồi. Rồi. Ok. Nhà hàng của anh Bảo Anh đây. Dạ rồi, dạ. Xin mời. Rồi. Đồ ăn ngon hả? Ngon em. Ngon, rồi ăn ngon. Ủa này bạn của anh ăn hả? Cái nhà hàng này của bạn anh không? Bạn thân của anh không? Giờ không bạn. Đi đâu cũng có bạn thân của ta ơi. Nguyên cái Đà Nẵng này tôi thấy hôm qua giờ đi đâu cũng có bạn thân luôn. Ngon ghê con hà, con này nó ghê con. Tưởng nó dai nhưng mà ăn nó mềm mèo à. Không thì cái món này hả? Ăn được hả? Cái gì mình nó ăn sao? Mấy con luôn. Nó ăn được rồi. Mà lâu rồi. Mới được quen em. Mới về Việt Nam thì ba lại có dịp ra Đà Nẵng chơi đó, thì anh em gặp nhau thì hôm nay là nhà hàng Bãi Bang chúng ta tổ chức một cái bữa gặp mặt liên hoan à. Và trong đây thì chắc mọi người cũng biết hết rồi, ở đây là có anh Đức Vũ là bạn thân rất thân của mình Quốc, và đây là cũng có anh Thâm là nghệ sĩ đàn guitar. Thì anh em thì cũng thích chơi như vậy thôi, chơi nhỏ nhỏ và đồng thời là có đàn hát rồi cho vui đó, uống vài lon bia rồi đàn hát. Rồi và chúng ta nâng ly đi. Rồi vô. Vô cô ca. Đây là ốc hương xào xào gì ta? Xào bơ tỏi. Tỏi. Dạ, sốc hương xào bơ tỏi. Con cũng bự chứ. Không lớn hơn hả? Hồi nãy em ăn nguyên một cái con riêu bự thiệt bự đây nè mà đó. Nó mì mèo à. Rồi tiếp tục món mới nè. Đây là món tôm, chắc tôm hấp. Tôm rang. Tôm hấp hả? Đây là món thịt gà mà kêu ra cho chồng vào bánh ăn nè mọi người. Gà này gà lẻ nè. Gà ta là ngon. Ghẹ nấu rau muống. Ghẹ hấp, ghẹ nấu rau muống, cái đó lạ không? Em ơi cho anh mấy chị nha mà nấu rau muống, ngộ không? Rồi bây giờ nãy giờ ăn uống no say rồi, bây giờ xuống gần biển, mình gần biển thêm chút nữa nha mọi người nha.
Ở đây người ta có cho thuê jet ski để mình chạy, cho thuê cái board đó để mình gọi là gì, paddle. Rồi người ta có cái board đó để mình paddle board. Ở trên đó là cũng với trò nhậu của người ta ha. Giờ mọi người xuống đây chụp hình nè. Chơi này là phải định hướng là phải ướt rồi nè. Cái nước mà. Đi lại mấy cái hòn này nè mà, mấy chị. Mình lại hòn đi. Đẹp mọi người. View xuất sắc mọi người ha. Mọi người ai mà đi Đà Nẵng á, ghé đây. Vừa tắm biển vừa ăn hải sản ngon tươi. Giờ đi qua cái cầu. It's beautiful, right? Yeah. Yeah, that's what we should take, something like that. Oh yeah. Đẹp á. Này không, mình cũng thuê để mình chạy đi ra ngoài biển được luôn nè mọi người. Đằng này có mấy cái hòn này đẹp, đằng Ngọc muốn lại đằng đó để chụp. Ồ, mấy con chó giận với khác nhìn dễ thương ghê không? Quá dễ thương. Hey. 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 Ồ. Nè, lại cái hòn ngay chỗ này nè đó. Ủa, đi theo luôn hả? Mày có mấy hòn đá này mới đẹp nè. Mấy chỗ này mới đẹp nè. Rồi, em chọn cục đá rồi. Đi lại đây, cục đá này nè, đẹp lắm. How cute. Em chọn cục đá ngay chỗ này là khỏe nhất. Cục đá này á, là giờ nhìn ra được cảnh biển nè. Mà nó không có quá nhỏ, không có quá to, không có quá ra xa ngoài kia đó. Cục đá này tiện lợi nhất. Trời ơi, một bên là biển, một bên là núi, sơn trà. Can't get better than that. Bây giờ thì Quỳnh á. Anh biết em đây xưa. Người còn đây, cuộc sống đau chơi. Why? Hay lắm cậu ơi. Này em ơi, con đường em đi đâu? Con đường em theo đâu? Đúng hay sai? Xa nhau rồi, thiên đường hơi lớn. Cho thật tiền chân cây sắp tới người tình xin hay quá. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được tan cứ rơi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dẫn về người. Trong tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Từng đêm riêng ta vẫn
anh xin ta vẫn còn còn thương còn nhớ, chỉ thương một lời an ủi mình thôi. Mọi người ơi, chơi tới giờ thì cũng 7 giờ rưỡi tối rồi. Đó, tất cả mọi người ai cũng về hết, con mình con nhà Ngọc đang ở đây. Đây, sóng biển cũng vẫn dạt vào. Đây, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye.